Happy ơi, voi gọi con này. Vâng. Voi à, cậu đang làm gì đấy? Tớ đang chơi đồ hàng ở nhà. Hay là tớ sang nhà cậu chơi nhá. Tí mẹ đưa tớ đi giao hàng rồi. Thế cậu đã chuẩn bị để đi học bán chú chưa? Tớ chẳng thích gì cả. Tớ thì đang mong mà bán chú đây này. Nếu mà học bán chú nhá, thì cả ngày tớ đều được chơi với cậu. Thích ơi là thích ý. À, thế cái thể thần thánh kia có làm với cậu vui không? Chẳng vui tí nào, tớ còn bị mẹ mắng cho một trận. Ui, đúng là mẹ cậu khó thật đấy nhở. Đến cái thể thần thánh mà mẹ cậu cũng không vui. Hay là cậu thử bảo mẹ đánh một cú giấm thật to xem nào. Voi ơi, không phải ai là người giáo cũng thấy hạnh phúc như cậu đâu. Ừ nhở. Thế cậu định làm thế nào? Cho chị trả tiền phòng 205. Dạ, chị đợi em một chút ạ. Chị ơi, phòng 205 mình thanh toán rồi ạ. Thanh toán rồi là sao? Bây giờ chị mới xuống mà. Hôm nay chị mời. Chị là... Không phải ngại, chồng chị hay chị ấy, thì tiền cũng từ một túi mà ra. Chị không nỡ để em vừa mất sức lại còn mất tiền nữa. Vài tuần chồng chị lại đổi mới một em, xem ra chị cũng hơi tốn kém nhở. Như một các cô khác ấy, còn trụ với chồng chị cả tháng. Cứ nhan sắc như em thì chắc chỉ vài hôm thôi. Trông chị thì cũng không đến nỗi. Mà anh ấy lại phải tìm đến tôi. Chắc chị cũng chẳng phải là gu của anh ấy. Con tiểu tam dám leo lên làm chính thất như mày, mày dám làm với tao đấy à? Có bản lĩnh ấy thì không để chồng đi với gái. Trừ khi chị là cái loại đàn bà vừa già vừa bất lực. Còn láo tuét này. Nếu như sau này cô vẫn muốn tiếp tục mồ chài đàn ông, tôi nghĩ là cô nên đầu tư thêm kiến thức đi. Bởi vì đàn ông bây giờ thông minh lắm. Với những cách thức cũ của cô ấy, họ sẽ không mắc bẫy của cô nữa đâu. Anh yên tâm, đến cái ngày tôi tuyệt vọng đến mức phải bám lấy đàn ông để sống, tôi cũng sẽ không bao giờ thèm rơi vào cái loại hãm cành cạch như anh. Cành cạch hả? Cảm ơn cô nha. Với một cô gái thông minh duyên dáng như cô đây á, và đặc biệt á là có khả năng mồi chài đàn ông, thì chưa bao giờ là khẩu vị của tôi cả. Cho nên sau này nếu như vô tình chúng ta lại nhìn thấy nhau, cứ coi như là chưa từng biết nhau. Không cần phải chào nhau đâu.